Hello anh em, như cái bài đăng của mình hôm nọ ở trên nhóm á, là mình pan một số món đồ mình tháo ở xe ra. Có một bác ở bên chỗ Xuân Phương, Nam Từ Liêm lấy cặp xi nhan, thì bây giờ mình đi sáng ship cho bác ấy. Anh em đi với mình nhá. Ở chỗ nhà mình này buổi sáng ngay trước cửa chợ rất là đông, trời gần như là sắp mưa rồi. Hy vọng là đi trên đường không vấn đề gì. Ra cái đổ xăng này đã. Bad girl. Dạo này xăng đắt quá. Xăng 95 hôm nay lên tận 19.700 à, 19.500 rồi. Quá chát. Ok. Đâm đầy bình nhá. Let go. Sang Xuân Phương, Nam Từ Liêm. Thực ra là mình cũng không biết đường ở bên đấy đâu. Reset chip đã. Đi được tí thì trời còn mưa mưa đó. Mà mình không biết đường cái đoạn này. Thử xem lại map phát đã. Mù đường anh em ạ. Đây đúng không? Đi theo đường này là đường Phúc Diễn. Ở đây. Vì là hôm nay mình cũng rảnh nữa cho nên là đi ship tận nơi cho anh em cho nó dễ dàng. Bởi mình đi quanh Hà Nội này nó cũng đơn giản mà. Bây giờ quay lại vào Phúc Diễn. Gió quá. Dừng lại xem điện thoại đó. Vừa đi vừa xem là có lúc cũng toang ạ. Oh yeah. Rồi, từ đây là còn 500m nữa rẽ vào Phương Canh. Đến nơi rồi, mưa ướt hết rồi. Nhỏ quá. Wow. Bay ở chỗ 25. Mưa hết. Alo, rồi. Alo, em đến chỗ 25 ngõ 341 rồi này, em giao cái xi nhan đấy. Em đến chưa? Em đến rồi, em đi ở cổng này. Okay. Vâng. Anh. Sang đây thì mưa quá. Đây mấy tiền đấy? 150.000. Em tặng anh một cái này, cái cục, cái này à? Vâng, cục trước này em mua về không dùng. Sang đây gần đến nơi thì mưa không lười không ạ? Lười không mặc áo mưa. Sang đây mưa to quá. À, thôi, tôi lại đi về nhà đây. Vừa là đơn hàng đầu tiên đã chốt thành công. Đơn hàng
hàng đầu tiên trong đời bán được hàng. Mưa quá. Ở bên này cũng gần chỗ mình, mình sang cũng bình thường cũng hay đi lượn mà. Đèn thế nhờ. I don't think so. Cả sáng này không mưa đến tầm mình đi lại mưa chứ. Xe ướt hết rồi. Về lại phải rửa. Thôi đi về thôi. Chú mưa đây không được rồi. Không ổn, không ổn. Về thôi anh em ơi. Một cái điều mà mình thực sự ghét đấy là đi trời mưa nó ướt hết giày. Bánh trước của xe nó lại to nữa cho nên là nó rất là bắn đằng sau luôn. Mình có mua một đôi ủng để ở trong thùng này nhưng mà người quá chả muốn tháo ra. Thực sự đi với cái đoạn đường ngắn này cũng lười mặc một cái đồ này á. Về đoạn này nó lại đỡ mưa rồi. Đấy, chính xác là bên đấy mưa chứ còn bên mình thì không mưa đâu. Bên đấy là mưa từ sáng rồi bạn. Wow. Con BM 42 độ đẹp thế. Giang kính cực lực chỉ từ 20.000 đồng, gây chụp ảnh 20.000 đồng, túi trong nước 15.000 đồng. Chợ xanh, chợ xanh. Đấy nhỉ? Con đường quen thuộc chợ xanh. Các chị em biết mà cả thì ở đây bán rất là rẻ. Còn các anh em vào đây thì ui, xinh á. Các anh em mua đây thì bị chém ra thì thôi rồi. Gần về nhà rồi anh em ơi. Chào anh em nhá. Về làm video cho anh em xem.